khí lạnh. Về Vân Đông chăm anh em nhí nhảnh, trên chung chén anh đầu chân mà trời hay. Tết 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 đến rồi, không mới chỉ sắp Tết thôi. Mà bạn tôi đã gói tới hai nồi bánh trưng, bà tôi gói thì thôi rồi. Lũ em út chạy lại tới lui, xuân về bên gia đình thì mới vui. Khép là một năm nhiều chuyển biến, giờ là lúc quây quần gia đình tất niên. Bên nơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay thôi con sẽ trở về. Bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ ở lại đi. Bên nơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay thôi con sẽ trở về. Bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ mình cùng về quê. Em